Các bạn ơi, thì ngày hôm nay là chuẩn bị là game cập nhật mới các bạn ơi. Ngày hôm nay là cập nhật vô mới rồi mọi người. Đâu để xem cái bản cập nhật lần này chúng ta sẽ có những gì nha mọi người. Trời ơi, mới vô mọi người để tụ tập đông đủ quá trời đất nè. Ây da, ui cái gì đây? Xin chào, đây là lần đầu tiên bạn đến với đất nước Hàn Quốc đẹp sáng. Trời ơi là trời. Rồi 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 cái gì đây, nhiệm vụ hàng ngày á? Nó thay đổi cái kiểu mới mọi người, cái gì đây? À, bắt côn trùng nhận được cái bộ bọ vàng này mọi người. Trời ơi, xịn xò thế nhá. Coi nào. Ở trong phần cửa hàng chúng ta bán cái bộ, trời ơi, bộ nữ nữa rồi, lại bộ nữ nữa. Ui, có, trời ơi, có chiếc cân đấu vân màu đen. Trời ơi. Ui là trời, có với lại có chiếc cánh này nữa. Ồ, mà chiếc cánh này nó hơi nhỏ nha. Chiếc cánh này nó hơi nhỏ nha các bạn ơi. Ok, nếu các bạn có lưu ý mua thì các bạn lưu ý nha. Rồi, mình thấy cái con đấu vân này đẹp nè. Chắc là tí nữa mình sẽ xuất luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô phần ba lô nha, hình như nó gộp lại thành một chỗ rồi, mọi người ạ. À, đây đó, nó gộp lại thành như vậy rồi các bạn ơi, mọi người thấy kinh chưa? Ủa mà khoan, ủa khoan 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 mình có một cái lưu ý nhỏ nhỏ các bạn ơi, mấy cái bánh ké anh đào này nó vẫn còn một một mà. Ok, ủa 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 game có nhầm không, hình như là game bị vấn đề lỗi đâu các bạn ơi, hình như bị lỗi rồi nè. Nè ngô nè, vẫn còn nè một đống ngô nè, sao nó không gộp lại nó để thành số 1 không các bạn ạ? À, rồi cái này nó bị lỗi rồi nha, lỗi rồi nha, lỗi rồi nha, chưa gì mới gì cập nhật mà đã bị lỗi rồi các bạn, mà phải chụp chụp hình lại gửi cho nhà phanh các bạn ơi. Giờ làm sao để kiếm thức ăn nha, bây giờ mình sẽ đi về cái chỗ này mà kiếm thức ăn ta. Bên kem có bán gì không, có bán gì cái cây không ta? À đây 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 đây, mọi người mua đây nha, kem nổ ngôi sao mọi người mua đây này, 40 tiền sao nha, đó để biết ngay mà. Rồi mua một cái rồi, ở bên anh bán xúc xích cũng có nữa nè các bạn ạ. À, để mình quay xem nào. À đây, xúc xích ớt cây đây các bạn ơi. Đó, 50 tiền sao thôi. Chỉ là 50 thôi các bạn ơi. Mình tưởng mấy mày đeo quý kim cương gì chưa. Rồi để mình sẽ ăn thử nha mọi người, ăn thử cái kem đã nổ nha. Rồi. Ui. Ủa sao nữa? Ủa sao? Tập trung gì đây? Ủa ủa là nó tăng gì? Nhảy cao hả? Hình như mình cảm giác nó nhảy cao hơn hay sao các bạn ạ? Đúng không ta? À, đúng rồi, cảm giác nó nhảy cao hơn. Từ từ, trước khi mình ăn thử, đỡ mình đọc cái hướng dẫn của nó, ăn xong nó bị gì. Cẩn thận bị cay. Để mình ăn thử. Ăn thử nha mọi người, ăn xong thì các bạn sẽ có màu da đỏ. Ôi, rồi sao? Úi ơi, da mình màu đỏ thì lèo bạn ơi. Chưa gì mà da mình đỏ mọi người. Thôi đợi kiếm cái nào ngon ngon ăn nhờ. Hình như bên pizza này có bán cái gì nữa không ta, để mình lại để mình xem anh pizza bán cái gì nữa nha mọi người. Đây anh pizza bán cho em một cái gì đi. Không có bạn ơi, anh pizza không có bán các bạn ơi. Cái gì mà chọn chọn vậy đấy, chọn thấy thử chọn. À, tặng quà các bạn ơi, tặng quà tặng quà. À thì ra là như thế các bạn ơi. Ui có dù này, dù anh ga gì đây nè, đói rồi thổi vàng nè. Ui là trời, vẫn như vậy nhá. Rồi con rồng này nè. Ui áo đỏ nè, áo đỏ này mới nè. Uai xịn nhờ. Được ấy các bạn ạ. À, ủa mà khoan, từ từ hết 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 thời hạn chứ sao mình thấy nãy giờ mình vẫn chưa hết màu da đỏ lại cái keo nổ ta. Mình sẽ qua khu thành phố mới nha mọi người ơi. Để mình xem cái bên đây. À đây đây đây, bên này bên này. Khu mới ở bên này nha các bạn ơi, ở bên sau này mọi người, mình nhầm ở bên kia mới đâu chứ, ở bên này. Đúng không? Ủa khoan. Ấy. Ủa cái chỗ này mở cửa này mọi người. À, cái chỗ này mở cửa này các bạn ơi, khu này mở cửa nha. Đây là khu Play Museum Ujime nè. Trời ơi, nó mở cửa này mọi người, để mình đi vô trong thử coi. Vô trong thử coi trong này nó sẽ có gì nha các bạn ơi. À, thì ra là ở trong đây. Mình tưởng là ở bên ngoài, ai ngờ là ở trong nhà các bạn ơi. Hoàng thượng, trời ơi, hoàng thượng các bạn. Chào mừng đến với tiệm du lịch, trời ơi, vãi thật các bạn ạ. À, vãi cái hoàng thượng ở trong này, đúng là hoàng thượng thật. Ui ui, ui ui, cái gì vậy? Wow. Wow, cái gì vậy? Những món ăn Hàn Quốc á cha. Wow, ghê thế được nhờ. Ui trời, cái cổng bự cho bé lửa này trời ơi. Xịn nhá, xịn nhá. Thì ra là một khu riêng các bạn ơi. Ui, chỗ này đẹp nè. Chỗ này là mắt đẹp luôn nè mọi người. Ui, chỗ này câu cá là bao xịn luôn nè. Ồ, quá đẹp nha. Để mình coi đi bên trong vô trong đây thử coi. Cái dùng xe được không ta? Không dùng xe được các bạn ạ. À, trời ơi. Tưởng dùng xe được. Còn đi bên đây là cái gì ta? Bên đây là cái gì? Bên đây là cái gì? Ô, cái tranh gì đấy? Ô, cái bức tranh gì đấy? Ở bức tranh này là ở ngoài đời này. À thì ra là như thế bạn ơi. À thì ra là như thế. Đồ ok. À đây đây đây, chị bán đồ ăn Hàn Quốc đây các bạn ơi.
bánh hạt tiêu biểu gì đây. À, anh mình ăn cái này thử nó có tăng tốc hay là như nào nha mọi người. Rồi ăn thử coi. Thôi không sao, để mình đi qua bên đây để xem như nào đây. Bên trong đây là hoàng thượng, ok hoàng thượng trên đây sẽ cho mình làm gì đây. À vô trong đây các bạn ơi. À vô trong đây, chạm xăng dạo này là đông đúc rồi, khét lẹt lẹt luôn. À, ngon tươi đây, cái chỗ này, cái nhô này, bạn chỗ này bán xăng các bạn ạ. À, cam Orile này đó, mua coi. Ui rồi đấy, các bạn động cơ nha, phương tiện xe ô tô, phương tiện xe máy và phương tiện trên đi mặt nước. À mặt nước là trên đây, ba cái đều là 600 tiền sao nha bạn ơi. Mình thử cái xe máy nha các bạn ơi, mình thử xe máy và mua cái ô tô đó, và mua cái trên mặt nước luôn, mua ba cái luôn đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc xe máy của mình ra đỡ coi thử như nào nha bạn ơi. Đây có cái dầu, ê, có cái chỗ đây nè các bạn, cái cục pin nè đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái đây đi các bạn ơi. 1 giờ tăng tốc, tăng tốc độ bộ, tăng tốc phương tiện 50%, thêm hiệu ứng bề ngoài phương tiện, ok sử dụng. Ui nhanh không, nhanh không, ui 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 chạy nhanh đúng không? Chạy đúng nhanh luôn các bạn ạ. Ui ui chạy nhanh thật sự các bạn ạ. Ui chạy chạy nhanh vậy các bạn ơi, mà thời lượng tới 1 giờ luôn nha mọi người. Bây giờ mình tắt xe bật lên thử vẫn còn chạy không, đây vẫn còn các bạn ạ. À, ở đâu bây giờ chiếc xe này mà nó có cục pin ở bên chỗ đây này đó, cục pin như này này thì mọi người mới xài được. Bây giờ mình thử chiếc xe xe nào nhờ, xe xe đây đi, xe đây thì chưa này, xe đây để mình phải sử dụng cái xe này coi. À mọi người phải ngồi lên chiếc xe đấy rồi mọi người mới dùng được. À, để mình lấy chiếc xe đây mình chạy tới kia nha. Mà công nhận chạy đúng nhanh luôn các bạn ơi. Ui chạy nhanh thật sự các bạn ạ. À, đây là không có tua, mình không có tua video nha các bạn ơi, đây là mình chạy cực kỳ nhanh nha mọi người, mà chạy nhanh thật sự đấy. Bây giờ mình sẽ mua mua vài chai nữa đi. À, rồi bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc xe máy máy khác nha, chẳng hạn như xe mô tô đây nè mọi người, xe đây nha các bạn ơi. Rồi mình cho cái cho nó uống cái bình này đi, sử dụng không phải đây đây bình này nè, sử dụng đó. Ui chạy nhanh nha, chạy nhanh cực kỳ luôn, không kém như xe kia nha mọi người ơi. Để mình chạy bình thường trước nha, đây chạy bình thường là nó chỉ như vậy thôi, chạy bình thường là nó như vậy. Ủa mà sao chạy bình thường nó cũng khá là chậm nhờ. Ủa sao chạy bình thường vào lần này mình thấy đi chậm dữ ta. Ủa chậm thật sự luôn á. Bây giờ mình sẽ bơm bơm lên nha mọi người, đây đó. Rồi bây giờ chị gom ngầu lên, gom lên lên chị, nó đã chạy nha, nó bây giờ chở chị gom đi chơi nha các bạn ơi. Ui là trời, quá là nhanh luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà hình như mình thấy đi thường bình thường là nó có vẻ chậm các bạn ạ. Phương tiện trên mặt nước á, à, dầu cơ động, à, cái này không phải dầu cơ động mà là đạp bằng đạp, bảo sao. Thế thì chịu rồi, mình không có chiếc xe cơ động đấy các bạn ơi, thôi xong rồi. Ờ à, đúng rồi các bạn ạ. Không biết các bạn thấy như nào chứ mình thấy bây giờ mà di chuyển bình thường mà không có động cơ là nó di chuyển chậm cực kỳ luôn các bạn ạ. À, không biết các bạn vô test thì bây giờ mình sẽ đi lên cái quán trượt đi. Nó chậm thật kỳ luôn. Xe máy đi, xe máy này chưa có động cơ nha. Ui nó chậm cực kỳ luôn các bạn ạ. Không biết các bạn thấy như nào, mình thấy chậm lắm các bạn ơi. Máy chậm lắm. Hồi xưa chạy nhanh mà ta bây giờ thấy chậm lắm, trừ khi nó có tăng tốc lên nè, trừ khi nó có cái động này lên. À, cái che không thôi mình mua nhầm rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi thử cái này nó tăng cái gì không nha các bạn ơi. Anh ngay đó, ăn lương các bạn á. Gì đây, cơ thể mình nhẹ hẳn, có vẻ mình có thể nhảy cao hơn. À nhảy cao hơn các bạn. Ủa thế cái kẹo nổ kia có nhảy cao hơn hay là như nào, hình như cái kẹo nổ kia là nó chạy nhanh hơn tí hay sao á. Mà công nhận là nhẹ thiệt, công nhận là nhẹ thiệt các bạn ơi, đó cũng khá là hợp lý nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong cabin đỡ mình đi bắt mấy cái hộp đá quý nha các bạn ơi. Đầu tiên thì bạn lấy con xe của mình lên, cầm ngay cái vợt mình lên, cái vợt gì cũng được, cầm vợt màu hồng này đấy. Rồi mọi người đi vòng vòng cái xung quanh map, mọi người lấy xe chạy cho lẹ nha mọi người. À, đi xung quanh map này. Ôi ôi cái này, cái hộp này mọi người chỉ cần đi bình thường thôi. Ê, cái hộp cày thế nha. Không sao, mấy cái hộp này cũng dễ ra các bạn, để mình đi vòng vòng kiếm mấy cái hộp khác nha mọi người. Tomorrow. Không thấy một cái hộp nào, có vẻ là tỷ lệ ra hộp hiếm là có, hoặc là những cái hộp bình thường cũng chả có nữa.
đi ra vô lại chục lần rồi chả thấy cái hộp nào các bạn ơi. Mới thấy một hộp bình thường thôi mọi người ạ. Thôi bác tạm con này cũng được, bác tạm con này cho nó chơi cho vui. Lại gần, lại gần, lại gần. Bác, ok ạ. Ba con cùng lúc mà không bắt được con nào. Rất là tốt các bạn ạ. Hồi nãy mình thấy cái hộp mình bắt được cái bộ kia á. Bắt được cái kia là mình thể là được cái bộ vàng rồi mọi người. Và bây giờ mình cũng không có bộ vàng các bạn ạ. Cay thật luôn, ả ma thật. Bây giờ cái hộp không cũng có, không như cái hộp hộp tiền sao, hộp đá quý. Bức xúc quá, dẹp. Trời ơi là vậy. Nãy giờ không thấy hộp nè các bạn ơi. Thấy đúng một cái hộp mà không hộp bắt không bắt được luôn cái hộp bạn. Cay thật sự mọi người ạ. Tỷ lệ mình thấy có vẻ tỷ lệ ra hộp có vẻ hơi khó khăn nhờ. Trời ơi đi một vòng trái đất rồi, đi nửa trái đất rồi bạn chưa thấy cái hộp nào các bạn ơi. Từ đầu cuối là thấy đúng một cái hộp thôi. Trời quá là quẹo luôn. Ok, thế là ngày hôm nay thì mọi người thấy bản cập nhật này như nào? Thì mình thấy bản cập nhật này mình thấy cũng được các bạn ạ. Nhưng mà cũng có những cái vài chỗ nó không hợp lý, nhưng chẳng hạn như là cái phần đồ ăn này đây. Mọi người thấy không? Mấy cái mọi người thấy cái gì nhỉ? Để mình đi lướt xuống cái chỗ nào đã đọc ở đây. Bánh ké anh đào này, bốn cái bánh ké anh đào riêng lẻ luôn các bạn. Nó không phải là gộp thành bốn, nó không gộp thành số 4 cái bánh ké anh đào mà là nó bị riêng, chắc là bị lỗi rồi mọi người ạ. Đó, bọn này vẫn bị lỗi này đấy. Không biết bên này cũng vậy nè mọi người, bắp ngô vẫn vậy nè mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ chấm bài cập nhật này là ở 6,5 nha các bạn ơi. Ok, gọi bạn như nào các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Và bây giờ thì cùng bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo nha. Bye bye.